á, ngoài cái công việc là dọn dẹp nhà cửa này, rồi tưới cây này, chăm sóc vườn tược này, thì Phi cũng cùng với gia đình ra ngoài cái cảnh cỏ đó đó, đó người thấy cái cảnh cỏ này kia không? Ý như là Đà Lạt luôn. Đó, ra ngoài cảnh cỏ đó xong rồi đá banh. Bây giờ đang mùa dịch cho nên là không có đá banh được. Nhưng mà bữa nào đi hết dịch đi, Phi sẽ quay cho mọi người xem một trận bóng đá. Rồi bây giờ thì vào bếp với Chi thôi. Và đây đây là khoai mì, đây là đĩa khoai mì mà Chi đã lột hết vỏ ra rồi để lát nữa cho lên hấp. Và trong cái quá trình mà chúng ta hấp khoai mì thì cứ thỉnh thoảng chúng ta lại mở cái nồi khoai mì ra như thế này. Sau đó là cái nước cốt dừa mà chúng ta không có làm đặc á, chúng ta để loãng như thế này nè, nước cốt dừa nha mọi người nha. Đó, chúng ta để loãng như thế này. Và nhớ là khi mà chúng ta nấu nước cốt dừa thì chúng ta để thêm một miếng muối vô, ăn nó sẽ rất là đậm đà, tươi như thế này nè. Đó, để cho nước cốt dừa sẽ ngấm vào trong từng cái củ khoai mì. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một món ăn rất là đơn giản và rất là dễ ăn, ăn lại rất là bắt miệng nữa. Lâu lâu chúng ta lại ăn một cái món đơn giản như thế này, không cần phải cầu tiền, không cần phải một món gì đó đắt tiền. Cái món này thì Chi nghĩ là rất là rẻ và gia đình nào cũng có thể làm cho người thân mình ăn được. Đó, nhìn hấp dẫn không mọi người? Rồi bây giờ thì Chi sẽ nếm thử cái gọi là cái món ăn của mình vừa mới hoàn thành nha. Nếu như mà ai thích ăn những cái món ăn mà béo béo một chút xíu thì đây là một cái món ăn cực kỳ ngon luôn. Bởi vì nó vừa có cái vị béo của nước dừa, nó có vị bùi của khoai mì và có vị thơm của mè và đậu phộng nữa. Những cái món này kết hợp lại với nhau thì sẽ trở thành một cái món rất là bắt miệng nha mọi người nha. Rồi, như vậy là món ăn của công ty đã hoàn thành ngày hôm nay và cũng rất là mong mọi người